Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bác cô chú. Chúc các bác cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các bác cô chú đón xem Tử Vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tăng đố mộc thường hội tụ những phẩm chất tốt. Họ là người có lý tưởng óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng chắc ẩn. Không những thế họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách người tuổi quý sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh Mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi các bác tuổi quý sửu sinh năm 1973. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi quý sửu trong nửa cuối năm 2021 vận trình của tuổi quý sửu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm tân sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi quý sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 Xem tử vi của các bác tuổi quý sửu trong nửa cuối năm 2021 có nói rằng mặc dù là năm tuổi nhưng xét về tổng quan, đây không phải là một khoảng thời gian quá khó khăn đối với các bác. Nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, các bác vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, các bác cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu chỉ làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, các bác dễ vướng vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó lường trước. Ngoài ra trong thời điểm này, các bác cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hài hòa với mọi người. Nếu không sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Đặc biệt trong năm, các bác tuổi quý sửu còn phạm phải trực thái tuế. Người xưa thường nói thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 60 năm lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản và mỗi vị sẽ có chấp pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên để hóa giải các bác hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi Quý Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong nửa cuối năm 2021, các bác sinh năm 1973 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư và tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, các bác có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình để đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Thời gian này các bác tuổi Quý Sửu nên tiếp tục giữ tinh thần tích cực chủ động. Các bác có thể đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp, có cơ hội thăng chức và tăng lương. Tuy nhiên các bác cần chú ý sự thăng tiến của mình, bởi chính điều đó có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Các bác hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả lo toan rất nhiều. Vậy nên để có thể hóa giải vận mệnh, xua đuổi hung tinh, các bác tuổi quý Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí Phong Thủy Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó mang lại cắt lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ các bác phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong nửa cuối năm 2021 nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, các bác sinh năm 1973 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Trong cuộc sống, các bác cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, chớ nên quá tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày, nếu không dù tiền lương có tăng cao, các bác cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Phong thủy khuyên các bác tuổi quý sửu hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, vận đào hoa của các bác tuổi quý sửu trong thời gian này khá vượng. Tuy nhiên, nếu là các bác đã lập gia đình, các bác cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Còn những bác chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những đối tượng triển vọng. Ngoài ra trong thời điểm này các bác không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Trong cuộc sống, hai người xa lạ cần phải biết bao dung và dung hòa với nhau thì mới có thể xây dựng gia đình hạnh phúc. Để cải vận tình duyên thì các bác tuổi quý sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân tị dậu sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của các bác trong năm. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia và giúp gia đạo yên ấm. Những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong thời gian nửa cuối năm nay, các bác tuổi quý sửu không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của các bác càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, các bác dễ rơi vào tình trạng lao lực. Bên cạnh đó, các bác nhớ chú ý rèn luyện thể dục thể thao, giảm sử dụng các chất kích thích và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt trong thời điểm này các bác tuổi quý sửu nên sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác tăng cường vận khí, cải mệnh và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ các bác. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh các bác vậy. Từ đó tâm sẽ được thanh thản hơn, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi quý sửu. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của các bác tuổi quý sửu có khá nhiều biến động công việc của các bác sẽ gặp khó khăn, cảm giác làm việc trúc chắc, bị nhiều thế lực cản trở. Sức khỏe của các bác cũng giảm sút, dễ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sang tháng đinh dậu, sửu thổ và đinh hỏa tương sinh, hình thành thế thực thần thúc tài, rất lợi cho đường tài lộc lại thêm địa chi tam hợp, cắt lại càng thêm cắt tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Có điều, các bác tuổi quý sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ. Cho nên các bác hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất chắc. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của các bác tuổi quý sửu liên tục phát sinh trục trặc. Cho nên các bác cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn tài lộc của các bác trong tháng khá vượng, có hoạnh tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ, trung mánh. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không trọn vẹn. Nếu có thể, các bác nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể bạn nhé. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của các bác tuổi quý sửu. Theo đó, người ốm mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều, các bác chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của các bác tuổi quý sửu nằm ở phương diện công việc. Các bác được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc đi lại, song, thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán chiếu mệnh. Theo đó, dù các bác làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, các bác tuổi quý sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tắc nghẽn, ở nơi nào đó, chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra, tháng này các bác cần cẩn thận kẻo phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. 4. Vận hạn của tuổi Quý Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Quý Sửu. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Quý Sửu bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là hung tinh chủ về phá tán tiền bạc, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 và âm lịch không những vậy bác còn gặp phải hạn toán tận chủ về hao tài tốn của ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Ngoài ra, bác cần đề phòng gặp nạn khi khai thác lâm sản. Bác gái tuổi quý sửu may mắn hơn khi có sao Thái Âm chiếu mệnh, bởi Thái Âm là cắt tinh tốt cho nữ hơn nam mạng. Bác gái tuổi quý sửu được sao này chiếu, mọi sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc tiền tài tấn tới, toại nguyện ước mong. Tuy nhiên bác gái vẫn cần chú ý đến hạn huỳnh tiền, hạn này chủ yếu gây họa về sức khỏe. Khi gặp sao hạn huỳnh tiền bác sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi quý sửu có thái tuế, phá toái và hoa cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực ngoài ra có dấu hiệu thị phi đeo bám ăn nói cẩn trọng cung tam hợp thì có lộc tồn long trì phượng các giải thần thiên phúc hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt gặp người có quyền thế giúp đỡ lợi cho tài lộc và ngoại giao tuy nhiên còn có các hung tinh như tuần triệt bạch hổ phi liêm thiên khốc thiên quan quan phù mang tới trở ngại trong công việc tin buồn trong gia đình tai nạn bất ngờ thị phi kiện tụng Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Xin chào và hẹn gặp lại.